Sáng 28 tháng 10, ông Trần Thế Nhân, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, trường này vừa phải nhờ đến lực lượng cứu hộ của công an tỉnh mới đưa được toàn bộ học sinh rời khỏi trường vì nước lũ dâng quá nhanh, gây ngập nặng trong và tuyến đường trước trường. Theo đó, từ đêm đến sáng cùng ngày, thành phố Đông Hà mưa mù mịt, 262 học sinh khối lớp 6 của trường vẫn đến lớp bình thường vào buổi sáng. Tuy nhiên, đến khoảng giữa buổi học, nước mưa từ các nơi đổ về khu vực trũng của thành phố Đông Hà nên trường này đã bị ngập nặng. Nước mưa ở đoạn đường trước cổng trường lên đến gần 1 mét. Đặc biệt, đường vào trường nước chảy xiết và tạo thành dòng xoáy rất nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, công an tỉnh Quảng Trị đã điều 10 chiến sĩ cùng dân quân, bảo vệ tổ dân phố đến cổng trường, dùng 2 chiếc xuồng để di chuyển học sinh từ trường học đến nơi an toàn. Trường cũng liên lạc với phụ huynh đến đón con về sớm tránh lũ.